Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng. Trong vụ án thứ hai, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng và của 35.000 nhà đầu tư, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD. Thì Phú Hồng Kông Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan, bị truy tố về tội rửa tiền trong vai trò đồng phạm với vợ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan cùng 3 bị can khác bị truy tố về cả 3 tội danh trên. Theo cáo trạng, tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại ngân hàng SCB, công ty chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành và chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc, thuộc Ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTB, sử dụng 4 công ty gồm Công ty An Đông, Công ty Sunnyworld, Công ty Quang Thuận và Công ty Cestra, phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng là 308 triệu trái phiếu. Qua đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, thu về tổng số tiền 30.081 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Ở tội rửa tiền, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu trên. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại ngân hàng SCB, trả nợ giữa các công ty và cá nhân trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau, chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan khai tiền chuyển về Việt Nam là đi vay, còn ở chiều ngược lại là trả nợ. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có công văn kèm yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, Cục Tư pháp, Đặc khu Kinh tế Hồng Kông, Tổng trưởng lý các quần đảo British và Cayman thuộc Anh. Nội dung công văn đề nghị các quốc gia, vùng lãnh thổ trên phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức và giám đốc đại diện của họ, đặc biệt là quan hệ của 11 tổ chức này với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, mối quan hệ giữa các tổ chức trên với một số tổ chức cá nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả. Tháng 4 năm 2024, lần đầu tiên hầu tòa, Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại ngân hàng SCB. Sau phiên tòa sơ thẩm, nhiều bị cáo trong vụ án kháng cáo nên hồ sơ đã được chuyển tới Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền. Trong vụ án này, tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội rửa tiền trong vai trò đồng phạm với vợ là Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa sơ thẩm, Chu Lập Cơ bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù. Bản án sơ thẩm xác định Chu Lập Cơ thông đồng cho vay sai quy định để rút tiền của ngân hàng SCB. Sau phiên tòa sơ thẩm, Chu Lập Cơ đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Những mưu ma trước quỷ của Trương Mỹ Lan và đồng phạm để phát hành khống 25 gói trái phiếu. Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, năm 2018, ngân hàng SCB trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra kiểm tra. Việc xin cấp tín dụng từ ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài nên khoảng tháng 8 năm 2018, Trương Mỹ Lan
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã họp với Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VTB để ra chủ trương sử dụng công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho Ngân hàng SCB. Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, Tập đoàn VTB và tổ chức phát hành đã họp bàn lên phương án tạo lập trái phiếu và thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB phát hành và chào bán cho người dân với lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB. Thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và Tập đoàn VTB đã sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, gồm Công ty An Đông 3 mã năm 2018-2019, Công ty Quang Thuận 1 mã năm 2018, Công ty Sunnyworld 1 mã 2018 và Công ty Zetra 20 mã năm 2020, với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư thu về 30.869.138.800.000 đồng. Tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ, mà các đối tượng đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác, dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7 tháng 10 năm 2022, 4 công ty nêu trên còn dư nợ 30.081.509.700.000 đồng của 35.824 trái chủ không có khả năng thanh toán. Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu thập có đủ căn cứ chứng minh phương thức thủ đoạn gian dối của các đối tượng trong việc tạo lập trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunnyworld và Zetra. Cụ thể, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thành lập công ty ma, không có bộ máy nhân sự, hoạt động thực tế, thuê người đứng tên thành lập công ty, sở hữu cổ phần, tài sản, khoản vay, ký khống tài liệu, phục vụ cho các hoạt động tài chính của tập đoàn. Việc thành lập các công ty ma do tập đoàn VTB, do Văn phòng Hội đồng Quản trị phụ trách, phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc và Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc công ty SBG thực hiện. Nguyễn Ngọc Dương chỉ đạo đám đàn em ở các công ty có liên quan, tìm kiếm, thuê người và cung cấp thông tin, soạn thảo hồ sơ, thành lập những công ty ma tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Các công ty ma sau khi được thành lập được phục vụ cho các hoạt động tài chính của tập đoàn VTB như vay vốn, phát hành trái phiếu, mua bán, chuyển nhượng cổ phần tài sản. Với phương thức này, ghi nhận đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 2022, tập đoàn VTB đã có 1.470 công ty, bao gồm 46 công ty nước ngoài và một số ít công ty do Trương Mỹ Lan mua lại và gần 1.800 cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp, đứng tên khoản vay, cổ phần, tài sản, ký khống, tài liệu, chứng từ. Sau khi được thành lập, các công ty ma sẽ được lựa chọn, đưa vào sử dụng cho các hoạt động tài chính của tập đoàn VTB. Trong đó đã xác định được 656 công ty được sử dụng để vay tiền SCB, trong đó hiện còn 435 công ty còn dư nợ gốc và lãi, đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi. Chính thức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kỷ luật Sàm Tăng Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức. Lộ bằng chứng Thượng tọa Thích Chân Quang góp 80% vốn vào công ty xuất bản CD Huyễn Hoặc. Thưa quý vị, thầy Quang bị kỷ luật bằng hình thức khóa loa 2 năm, sám hối tất nhiên. Nguyên nhân, thầy nói nhiều quá, lung tung quá. Với người ưa nói, quả kỷ luật khóa loa này đúng như kiểu nhân quả. Trong một động thái khác, báo phát hiện thầy còn góp 2,4 tỏi sáng lập một công ty để bán các sản phẩm của dịch giả, tác giả Chân Quang Tấn Việt. Không biết chừng, mai còn bị moi ra chuyện thuế má. Xin chia sẻ với nhà tu hành, võ sư, nhạc sĩ, tiến sĩ, doanh nhân, lỗi chắc lại là do ăn ở từ 14 kiếp trước thôi. Theo báo Giác Ngộ Online, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký thông báo số 244 kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Theo thông báo, vừa qua Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo ban thường trực hội đồng trị sự, lãnh đạo các ban Hoàng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp xem xét sự việc với sự tham dự của Thượng tọa Thích Chân Quang. Sau khi thẩm tra báo cáo của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và ý kiến các đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Thượng tọa Thích Chân Quang góp 80% vốn vào công ty xuất bản CD Huyễn Hoặc. Những ngày qua, báo Công Thương đã có nhiều bài phản ánh xoay quanh những vấn đề liên quan tới Thượng tọa Thích Chân Quang. Mới nhất là bài báo có tiêu đề Sự huyễn hoặc của Thượng tọa Thích Chân Quang được một nhà xuất bản công nhận, đăng trên báo Công Thương. Bài báo thông tin về việc những bài giảng có phần huyễn hoặc, phi thực tế của Thượng tọa Thích Chân Quang đã được nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh công nhận và cho phép xuất bản thành đĩa CD. Cụ thể, ngày 5 tháng 7 năm 2019, bà Đinh Thị Thanh Thủy, khi đó là giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành quyết định số 724/QĐ-TT-TP-HCM 2019, quyết định xuất bản phẩm có tên CD lợi ích của người biết tin nhân quả của tác giả dịch giả Thượng tọa Thích Chân Quang. Xuất bản phẩm này được biên tập bởi biên tập viên Trần Thị Anh, đối tác liên kết xuất bản là công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang, số lượng in 1.000 bản, mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN 978-604-58-95108. Xuất bản phẩm cũng được in luôn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang. Tìm hiểu của phóng viên báo Công Thương cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang được thành lập từ tháng 7 năm 2004 tại trụ sở số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhân bản sao chép bằng đĩa. Lần theo thông tin doanh nghiệp này, phóng viên báo Công Thương phát hiện sự thật khá bất ngờ. Cụ thể, theo đăng ký thay đổi ngày 13 tháng 9 năm 2016, danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Pháp Quang gồm ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân. Trong đó, Thượng tọa Thích Chân Quang đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ. Ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng, qua đó mỗi người sở hữu 10% vốn điều lệ. Từ năm 2016 đến năm 2022, doanh nghiệp này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, trong đó chủ yếu thay đổi các thành viên góp vốn. Tuy nhiên, riêng Thượng tọa Thích Chân Quang vẫn luôn giữ vững tỷ lệ góp vốn là 2,4 tỷ đồng không thay đổi. Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh khẳng định, chùa Ba Vàng không làm chuyện lừa dối Phật tử về việc xá lợi tóc của Đức Phật. Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói, trên mạng xã hội tung tin bôi nhọ nói xấu chùa và tôi đi mua cỏ pili về lừa đảo Phật tử. Mỗi Phật tử lên chùa phải đóng 1 triệu. 6 vạn Phật tử thì tôi đã cầm 60 tỷ rồi, mang theo xá lợi tóc Đức Phật trốn đi nước ngoài. Chùa Ba Vàng mua sẵn hoa và mỗi người phải nộp 100.000 đồng.
đó là thông tin không đúng và vu khống. Tôi rất buồn. Đại đức Thích Trúc Thái Minh thông tin thêm, chùa Ba Vàng là nơi thể hiện sự tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đại đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, thể như tượng Phật ở chùa được làm bằng bê tông, bằng gỗ chứ không phải Phật thật đâu. Nhưng họ kính tín thì đó vẫn là Đức Phật trong mỗi con người. Vì vậy, thông tin trên mạng xã hội trái chiều là xúc phạm niềm tin tín ngưỡng của Phật tử. Trên mạng xã hội có những thông tin nghe xong, tôi đau khổ vô cùng. Và thông tin việc 8 sợi tóc bên chùa Swedagon hay còn gọi là chùa vàng Myanmar được bảo quản nghiêm ngặt, chiêm bái từ xa nhưng lại xuất hiện tại chùa Ba Vàng cho nhân dân tới gần chiêm bái. Đại đức Thích Trúc Thái Minh lý giải cũng chưa khẳng định rằng chùa Swedagon có đủ 8 sợi tóc Đức Phật hay không. Còn tại chùa Parami Myanmar, sợi tóc được truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hòa thượng trước viên tịch thì lại truyền cho hòa thượng đời sau và các hòa thượng tin đó là xá lợi tóc Đức Phật. Về vấn đề mang tóc đi xét nghiệm ADN có phải là của Đức Phật hay không, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho biết việc xét nghiệm lấy ai làm đối chứng khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn hàng nghìn năm. Cũng theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, các sư thầy bên Myanmar cho biết đây là lần đầu tiên xá lợi tóc của Đức Phật được đưa sang Việt Nam. Chủ trì chùa Ba Vàng khẳng định không làm điều dối trá. Ngay sau khi xuất hiện việc bán vật như xá lợi tóc của Đức Phật trên các sàn thương mại điện tử, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng đã nói cho Phật tử vào mua nhưng không được và trang giao bán giờ đã biến mất. Chủ trì chùa Ba Vàng cho biết thêm, hiện tại công nghệ AI rất hiện đại, thông minh nên việc tạo ra sợi tóc có thể cử động như thật cũng không tránh khỏi. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đề nghị cơ quan chức năng xem những trang mạng xã hội đó là như thế nào và xử lý việc bán xá lợi giả. Đại đức Thích Trúc Thái Minh thông tin thêm, trong sáng ngày 3 tháng 1, ông đã làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh và chính quyền thành phố Uông Bí để làm rõ thông tin. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ quan tâm tới hai việc. Một là chủ trì chùa Ba Vàng thỉnh xá lợi tóc của Đức Phật từ ai, ở đâu, xác thực ra sao. Hai là hiện nay xá lợi này của ngài đang ở đâu. Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết, thời điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm việc thì được báo cáo là Đại đức Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã xuất ngoại, hình như là đi Lào, còn xá lợi hiện không có ở chùa Ba Vàng. Đại diện nhà chùa cho chúng tôi biết xá lợi đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc. Chùa Ba Vàng cũng không có báo cáo gì với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về xá lợi tóc Đức Phật. Việc ồn ào thế này gây ảnh hưởng đến đạo Pháp, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho hay. Trước đó ngày 2 tháng 1, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về việc chùa Ba Vàng rước và chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật làm xôn xao dư luận. Theo đó, một số hoạt động của chùa Ba Vàng như lễ thỉnh vong, giải oan ra trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, rước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật từ Myanmar tiềm ẩn nguy cơ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong nhân dân. Việc xá lợi tóc Đức Phật có mặt tại chùa Ba Vàng bắt nguồn từ nhân duyên đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tại chùa Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami tại Myanmar. Lúc đó, phái đoàn chùa Ba Vàng đã có lời mời hòa thượng trụ trì chùa Parami về chùa Ba Vàng dự lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và được trụ trì nhận lời và còn hoan hỷ cung thỉnh bảo vật xá lợi tóc của Đức Phật về Việt Nam, góp phần cho đại lễ thêm phần long trọng. Theo cổng thông tin Phật giáo Việt Nam trưa ngày 29 tháng 12, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết xá lợi tóc Đức Phật không có trong chương trình kỷ niệm 763 năm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Ba Vàng. Khi sự kiện xá lợi tóc Đức Phật ồn ào trong dư luận, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh buộc phải làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng về nguồn gốc, độ xác thực của xá lợi tóc Đức Phật và xá lợi này hiện đang ở đâu. Tại thời điểm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm việc, theo báo cáo, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã xuất ngoại, có thể đi Lào. Ngoài ra, xá lợi tóc Đức Phật hiện cũng không có ở chùa Ba Vàng. Đại diện nhà chùa cho biết, xá lợi Đức Phật hiện đã được hộ tống lên máy bay để trả về cố quốc. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kết luận, chùa Ba Vàng không có báo cáo gì với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về xá lợi tóc Đức Phật. Cũng trong ngày 29 tháng 12, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi và có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc. Cán bộ sợ sai không dám làm đã lan rộng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây các đại biểu Quốc hội cảnh báo tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm giờ đã lan sang khu vực tư. Trong đó có một số doanh nghiệp thẩm định không làm, không tham gia đầu tư công vì sợ rắc rối. Nếu tiếp tục để căn bệnh này lây lan sẽ gây nguy hại rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phó trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công nêu ý kiến. Đá qua đá lại khiến kinh tế đình đốn. Không ngạc nhiên khi tình trạng cán bộ công chức sợ sai, né tránh, không dám quyết dám làm là chủ đề được nhiều tổ quốc hội thảo luận khi cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội sáng nay. Điều đáng nói được các vị đại biểu nêu là thực trạng này đã xuất hiện từ cách đây mấy năm, tiếp tục có chiều hướng gia tăng nhưng chưa thấy có giải pháp căn cơ để giải quyết.
Chính phủ cần tổ chức cuộc khảo sát sâu rộng, toàn diện để làm rõ nguyên nhân vì sao cán bộ lại sợ sai, né tránh trách nhiệm, từ đó có giải pháp căn cơ để cán bộ an tâm thực thi công vụ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên nêu ý kiến. Phó trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công cảnh báo tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm giờ đã lan sang cả khu vực tư. Theo đó, một số doanh nghiệp thẩm định không làm, không tham gia đầu tư công vì sợ rắc rối. Thẩm định giá không khéo có thể hôm nay không sao nhưng hôm sau đi tù, nên tốt nhất là tránh, mời cũng không làm, ông Công cho biết. Đồng thời cảnh báo nếu tiếp tục để căn bệnh này lây lan sẽ gây nguy hại rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Rất nhiều việc cấp dưới hỏi cấp trên bảo làm theo quy định, cứ thế quả bóng đá qua đá lại, ở giữa thì đình đốn kinh tế, việc không thông, cơ hội mất đi, kéo dài không giải quyết được. Tình trạng này đã khiến một thành phố đầu tàu tăng trưởng thấp, thảm hại. Vì vậy cần có giải pháp tháo gỡ để nền kinh tế phát triển, ông Công kiến nghị. Từ thực tiễn, đại biểu Hoàng Quốc Khánh Lai Châu cho biết, việc tháo gỡ các vướng mắc về thể chế rất hạn chế. Ông Khánh dẫn chứng, việc khai thác cát cho các công trình hạ tầng liên quan tới nhiều luật và phải thực hiện đấu thầu rất chậm trễ, có khi hơn một năm mới xong. Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng hiện nay còn đang nghiên cứu, ông Khánh thông tin. Theo ông, tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, vấn đề không phải do thiếu quy định mà liên quan đến chế độ, chính sách và trách nhiệm. Ai không làm được đứng sang một bên là quan điểm rất đúng, nhưng đứng sang bên nào, đứng chỗ nào lại là câu chuyện. Ông Khánh nêu và cho rằng vấn đề này một nghị định của chính phủ sẽ không thể giải quyết toàn diện. Ở đâu người đứng đầu dám làm thì ở đó sẽ phát triển. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tình trạng cán bộ né tránh đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm chậm lại việc giải quyết công việc, gây khó khăn thêm cho nền kinh tế. Do đó, thời gian tới cần tập trung tháo gỡ khó khăn về ách tắc thủ tục hành chính, đề nghị các đại biểu Quốc hội giám sát luôn ở địa phương mình để các địa phương nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, ông Dũng nói. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Chúng ta không thể bênh, bao che các biểu hiện này trong bối cảnh đất nước đang khó khăn. Tình trạng trên làm cản trở phát triển kinh tế xã hội, làm giảm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước. Bà Trà nói, để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, giải pháp hàng đầu là đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ mà công chức phải thực hiện. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, bà Trà cho biết, hệ thống chính sách có mặt còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nên quá trình thực thi công vụ cũng sẽ có khó khăn, rào cản, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đầu tư tài chính ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp. Do đó, cần hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rà soát bãi bỏ các quy định hoặc thói quen phải xin ý kiến, thỏa thuận, xin chủ trương, thống nhất. Chúng tôi đang tập trung rất cao, tham mưu cho chính phủ để ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, việc này cần có nghị quyết của Quốc hội, nếu không, không thể xé rào, vượt rào được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết. Nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hơn lúc nào hết cán bộ, công chức phải vượt lên khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ. Bà Trà cho biết, ở đâu có người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở đó phát triển. Ở đâu cán bộ năng động dám làm thì ở đó giải ngân vốn đầu tư công rất tốt. Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa. Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, bà Trà nói. Thủ tướng kiên quyết khắc phục tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc cùng với tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm là những vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu tâm, yêu cầu khắc phục triệt để. Tinh thần chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đặc biệt khi kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ vừa qua. Trước đó, người đứng đầu chính phủ cũng đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo quán triệt khắc phục triệt để tình trạng không dám làm gì trong bộ máy công vụ. Chỉ đạo về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh phải kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu đề xuất xử lý công việc, từ đó rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Để ổn định kinh tế vĩ mô, người đứng đầu chính phủ yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động linh hoạt, tăng khả năng tiếp cận vốn, giảm lãi suất cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc triển khai chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số và chống thất thu thuế. Ngoài ra phải triệt để tiết kiệm chi phí cho các nhiệm vụ không thực sự cấp bách theo yêu cầu của người đứng đầu chính phủ.
Trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế thời gian tới còn phức tạp khó lường, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề. Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đứng trước những thách thức. Trung Quốc phục hồi vừa tạo cơ hội song cũng tạo áp lực cạnh tranh. Bên cạnh đó là rủi ro về tài chính tiền tệ, bất động sản thế giới vẫn cao. Thủ tướng lưu ý cần nắm chắc tình hình để phản ứng chính sách kịp thời. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính phủ đề nghị tính đến các giải pháp giảm chi phí cho doanh nghiệp, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế. Để huy động tối đa nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng chỉ đạo huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư, phương thức hợp tác công tư, thu hút vốn FDI, nhất là FDI chất lượng cao. Chỉ đạo cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, phối hợp với các địa phương phân loại, đánh giá và có phương án xử lý từng dự án bất động sản. Bên cạnh đó, triển khai mạnh mẽ chương trình 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải được giao khẩn trương hoàn thành các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông và khởi công các dự án mới.